Mặc dù còn nhiều khó khăn nhất định do tác động của tình hình thế giới, nhưng các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước vẫn có những bước chuẩn bị trong kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh tại Bình Dương. Đơn hàng đã có trở lại, sản xuất cũng tăng tốc trong những tháng cuối năm. Nhưng tính toán cả năm, công ty này vẫn sụt giảm 30-40% sản lượng. Đạt chỉ tiêu kế hoạch cho năm tới, công ty kỳ vọng sẽ tăng sản lượng lên gấp rưỡi so với những năm trước đây vì nhà xưởng mới chuẩn bị đưa vào vận hành và tình hình kinh tế đơn hàng đang có chiều hướng tốt lên. Hiện nay chúng tôi đang trong quá trình là hoàn tất những thủ tục về cấp phép môi trường để trước khi vận hành cho cái nhà xưởng đó. Thì theo kế hoạch thì từ đầu năm 2024 thì cái đơn hàng của chúng tôi theo những nhà xưởng mới thì nó sẽ tăng trở lại. Các dây chuyền sản xuất vẫn liên tục chạy 24 tiếng mỗi ngày. Dự kiến năm nay, hoạt động sản xuất của công ty này tăng 15%, một kết quả khích lệ đối với doanh nghiệp trong nước đang chịu nhiều áp lực khó khăn hơn trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm. Mỗi ngày đối với Nutifood giống như là mỗi một dự án mới, và điều đó nó mang đến với công ty chúng tôi. Hiện tại thì doanh số đã tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Thì đó là một cái tín hiệu rất là mừng. Đặt niềm tin về sự phục hồi của kinh tế, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước vẫn có những bước chuẩn bị trong kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh tại Bình Dương. Trong 10 tháng năm 2023, tỉnh đã thu hút 71.500 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh và hơn 1 tỷ 300 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp đã giải ngân vốn đầu tư mở rộng quy mô nhà xưởng, thay đổi máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến, tự động hóa một số khâu sản xuất. Trước đây thì với hệ thống máy móc cũ thì là cái hiệu quả không cao. Sau khi thay đổi hệ thống máy móc mới thì là hiệu quả là vượt 30%, chất lượng thì ổn định, tạo được uy tín đối với khách hàng. Với chính sách thông thoáng, hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, kinh tế phát triển nhanh, Bình Dương được đánh giá là điểm sáng để đầu tư kinh doanh. Tỉnh sẽ không ngừng kiến tạo môi trường kinh doanh tốt nhất để hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư thành công tại tỉnh.